Xin chào các bạn, hải Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Kênh new 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Lisa lại bị lùi lịch debut solo trùng cột mốc quan trọng, Blackpink ấn định comeback 2 tháng sau đó. Nữ hoàng rapper do Knet bình chọn, Lisa thắng Jennie chiếm number 1. Twice và Red Velvet bị loạt idol kém nổi vượt mặt. Jimin BTS lập một kỷ lục thú vị trên Instagram. BTS tiết lộ số album mà họ đã ký kể từ khi debut tới giờ. Cả nhóm từng ký 10.000 album trong vòng 2 ngày. Junna, Easy kể về cơ duyên trở thành idol, đúng là thời tới cản không kịp. Dộ thông tin SNSD tái hợp, album mới có đủ 8 thành viên. Và sau đây là nội dung chi tiết. Lisa lại bị lùi lịch debut solo trùng cột mốc quan trọng, Blackpink ấn định comeback 2 tháng sau đó. Ngày nào cũng nghe tin Lisa Blackpink sắp debut tới nơi rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn chưa thấy đâu. Mới đây nhất vào ngày 3 tháng 7, một bản kế hoạch của công ty đã được fan truyền tay nhau. Trong đó, thời điểm debut solo của Lisa tiếp tục bị thay đổi so với các bản kế hoạch của những tháng trước. Cụ thể, theo bản kế hoạch dự đoán của các chuyên gia tài chính, Lisa một lần nữa bị lùi lịch debut, lần này là sang tháng 8. Vốn dĩ ban đầu, Lisa được thông báo sẽ debut vào tháng 6, sau đó lùi về tháng 7, rồi bây giờ lại là tháng 8. Đúng là khi nào có tia sơ thì mới tin là thật. Với việc debut vào tháng 8 thì sản phẩm solo của Lisa sẽ được phát hành vào đúng thời điểm kỷ niệm 5 năm Blackpink ra mắt ngày 8 tháng 8. Sản phẩm debut của Lisa liệu sẽ được phát hành trong thời gian dự án 4 cộng project kỷ niệm debut của Blackpink. Cũng trong bản kế hoạch bên cạnh thời điểm ra mắt The Album phiên bản Nhật đã ấn định vào ngày 3 tháng 8 thì màn comeback tại Hàn được dự đoán sẽ ra mắt vào tháng 10. Nếu đúng thì Blackpink sẽ có màn trở lại đầu tiên trong năm 2021 sau đúng một năm kể từ Love Girls. Nữ hoàng rapper do K-net bình chọn, Lisa thắng Jennie chiếm number one, Trice và Red Velvet bị loạt idol kém nổi vượt mặt. Vào tháng 6 năm 2021, trang web bình chọn nổi tiếng Hàn Quốc King Choice đã cho phép người hâm mộ K-pop bình chọn những người mà họ cho là nữ rapper xuất sắc nhất trong số những idol K-pop. Với tổng số 2 triệu phiếu bầu, kết quả cuộc bình chọn này đã khiến cộng đồng mạng hết sức bất ngờ. Cùng xem qua top những tên tuổi nữ idol được Knet công nhận tài năng mảng rap nhé! Vị trí đầu tiên trong cuộc bình chọn này gọi tên nữ rapper Lisa của Blackpink. Với kết quả này, cộng đồng mạng cực kỳ bất ngờ bởi trong Blackpink, Lisa chỉ đảm nhận vị trí lead rapper, còn main rapper được trao cho cô nàng center tài năng là Jennie. Như thế có thể thấy rằng thực lực về rap của Lisa đang được Knet chú ý và công nhận. Tuy vậy, hy vọng rằng trong lần debut solo sắp tới, cô nàng sẽ nhận được càng nhiều sự quan tâm từ cộng đồng fan Kpop tại Hàn Quốc. Xếp thứ hai trong danh sách này là cô nàng rapper cá tính nhà g i d Soyeon. Cô nàng từng chinh phục khán giả qua loạt chương trình nổi tiếng như Produce 101 mùa 1, Unpretty Rap Star mùa 3. Khiêm tốn ở vị trí thứ ba là Jennie của Blackpink. Tuy đã vắng bóng một thời gian tương đối dài cùng Blackpink kể từ sau lần comeback với Love Sick Girls và cũng không có hoạt động cá nhân thường xuyên, nhưng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng này đã khẳng định Jennie vẫn sở hữu sức nóng rất lớn đối với công chúng Hàn. Vị trí thứ tư thuộc về Dami của Dreamcatcher. Cô nàng được nhận xét là rất đa tài vì đảm nhận cả ba vị trí là rap chính, nhảy dẫn và cả hát phụ trong girl group mang tên Dreamcatcher. Moon Byul, Mamamoo không nằm ngoài dự đoán khi xếp hạng khá cao với vị trí thứ năm. Cô nàng và Mamamoo luôn được đánh giá cao về khả năng live ổn định và thần thái cuốn hút của mình. Moon Byul cũng đã thành công khi debut solo cực thuận lợi vào năm 2020. Các vị trí thứ sáu, bảy. 8, 9 và 10 lần lượt thuộc về Jeun của CLC, CL, Ryujin của SG, Jimin, cựu thành viên AOA và Hyebin của Momoland. Đáng chú ý, loạt tên tuổi đình đám như Arin của Red Velvet hay là Chaeyoung của Twice và Hyun của SNSD đều có mặt trong bảng xếp hạng, nhưng ở tận vị trí lần lượt là thứ 11, 12 và 15. Jimin BTS lập một kỷ lục thú vị trên Instagram. Jimin của BTS đã được trao rất nhiều danh hiệu do sự nổi tiếng mạnh mẽ của nam idol đối với thị trường giải trí trong nước và quốc tế được biết Jimin thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng về các vấn đề thời trang giọng hát ngoại hình và vũ đạo điều này khiến nam thần tượng luôn nóng hổi trên các trang mạng xã hội Jimin đã đặc biệt chứng minh sự nổi tiếng này trên Instagram nền tảng chia sẻ hình ảnh lớn nhất thế giới điều này được thể hiện rõ nhất thông qua lượt nhắc và gắn thẻ tên lên trên Instagram điều ấn tượng thú vị là anh chàng lại không hề có Instagram riêng với các phiên bản khác nhau gần đây của Butter CD concept và teaser photos được phát hành trên tài khoản Instagram chính thức của nhóm trong những ngày khác nhau, Jimin đã lập thêm một kỷ lục khác với 3 bài đăng cá nhân của nam idol đã đạt được hơn 7 triệu lượt thích mỗi bài. Gần đây, thẻ tên Jimin của Jimin đã vượt qua 60 triệu bài đăng trên cùng một nền tảng, qua đó Jimin là người có nhiều hashtag lớn nhất thế giới trong lịch sử của Instagram. Tiếp tục khẳng định vị thế và ảnh hưởng mạnh mẽ của Nam Idol, đây là một thành tích đáng chú ý khi những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn khác trong ngành âm nhạc như là Taylor Swift, Kim Kardashian đều chưa đạt được như kỳ vọng. Hy vọng là Jimin sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới. BTS tiết lộ số album mà họ đã ký kể từ khi debut tới giờ, cả nhóm từng ký 10.000 album trong vòng 2 ngày. Trong một video gần đây, BTS đã tiết lộ về điều này khi họ ký album tiếng Nhật mới nhất BTS The Best. Một số ARMY sẽ may mắn nhận được thứ gì đó có chữ ký của BTS, cho dù đó là một album, một món hàng hay chỉ là một tờ giấy. Đối với một nhóm nhạc hoạt động hơn 8 năm, các thành viên đã ký không ít những album. Trong video, Jimin nói rằng họ là những chuyên gia ký album, và Trung Quốc nói thêm, Chúng tôi làm điều này rất nhiều, bạn biết đấy. Kể từ khi nhóm ra mắt thì Jimin nghĩ rằng họ đã phải ký hơn một triệu album kể từ năm 2013. Các thành viên đưa ra những ý kiến khác nhau. Vì thì nghĩ rằng con số này thậm chí còn cao hơn và ước tính rằng họ đã ký hơn 2 triệu album, trong khi Jin nghĩ giống với dự án của Jimin là 1 triệu. Tuy nhiên, sau khi các thành viên cho rằng 1 triệu hơi cao, Jimin thừa nhận rằng cậu có thể đã phóng đại con số lên một chút, nhưng chắc chắn rằng nó phải hơn 100.000. Với sự tò mò của tất cả các thành viên, Jimin và AM cố nhớ lại để tìm ra con số chính xác. Cả hai đều nói rằng có hai ngày họ phải ký 5.000 album mỗi ngày. Nhận thấy rằng họ đã phát hành 9 album cùng với nhiều phiên bản tiếng Nhật, các thành viên nhanh chóng thử làm một phép toán để ước tính con số chính xác. Mặc dù không thể tìm ra con số chính xác, nhưng các thành viên đã đi đến kết luận cuối cùng rằng nhiều khả năng là họ đã ký hơn 100.000 album, và nếu là nhiều hơn nữa, mức tối đa sẽ là 200.000. Yuna Izzy kể về cơ duyên trở thành idol, đúng là thời tới cản không kịp. Vào ngày 3 tháng 7, trong chương trình Point of Onistian Interfere của đài MBC, Jerry và Junna của Easy đã xuất hiện với tư cách khách mời. Trong tập này, thì Junna đã tiết lộ cách nữ thần tượng được JYP tuyển chọn khi cô theo chị gái của mình đến xem BTOB. Cụ thể, Junna đáp, Chị gái tôi là một fan hâm mộ lớn của tiền bối BTOB, vì vậy chị ấy đã nhận được một vé cho chương trình cuối năm của họ. Như bất kỳ em gái nào khác, tôi muốn đi cùng chị nên cũng nhận được vé xem buổi biểu diễn. Mẹ của chúng tôi đã đưa hai chị em xuống sân vận động và tôi nhớ nó rất đông. Một người phụ nữ đến gần tôi và hỏi số điện thoại của tôi. Cô ấy nói mình làm việc tại JYP và cô ấy rất muốn đưa tôi đến tham gia buổi thử giọng sau này. Vì vậy tôi đã cho cô ấy số của mình và thử một lần xem sao. Hóa ra là JYP thực sự thích tôi, vì vậy tôi đã trở thành một idol. Tôi là một cầu thủ chơi bóng ở trường, người không thực sự quan tâm đến thần tượng vào thời điểm đó. Được biết, Juna là vi chính của Izzy với nhan sắc body luôn được xếp vào hạng top tân binh nữ. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ luôn khiến gương mặt bừng sáng. Không chỉ có gương mặt đẹp mà em út Izzy còn sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m70 với tỷ lệ thân hình chuẩn. Dộ thông tin SNSD tái hợp, album mới có đủ 8 thành viên. Đã 3 năm kể từ khi ca khúc online, sản phẩm đầy đủ 8 thành viên của SNSD được phát hành. Vì vậy, người hâm mộ và công chúng vô cùng mong ngóng sản phẩm mới và luôn đón chờ sự trở lại của nhóm. Tuy nhiên, theo một báo cáo từ Appendix, SNSD có thể sẽ comeback với mini album vào đầu tháng 9 năm nay. Cụ thể, báo cáo này cho thấy kết quả ra mắt sản phẩm của các nhóm nhạc nhà SM trong 2 năm 2020-2021. Khi nhìn tới dòng quý 3 năm 2021 của SNSD, hai nội dung được liệt kê bao gồm mini album tháng 9 và mini album Taeyon tháng 7. Công ty cũng đã xác nhận Taeyon sẽ cho ra mắt sản phẩm mới vào đầu tháng 7, vậy nên khả năng tái hợp của SNSD là hoàn toàn có thể. Cách đây không lâu, Tiffany cho biết SNSD sẽ sớm trở lại với một sản phẩm mới và mong rằng khán giả sẽ đón nhận, vậy nên thông tin SNSD sẽ có thể trở thành hiện thực trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNEW 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.